Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 4, tiết 2, đó là bài biểu thức chữ ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đi vào tiết luyện tập 1. Bài tập số 1. Chu vi P của hình chữ nhật có chiều dài A, chiều rộng B. Cùng đơn vị đo thì được tính theo công thức. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân 2, tức là bằng A cộng với B trong ngoặc nhân với 2. Vậy A cộng B trong ngoặc nhân với 2 nó là biểu thức chứa hai chữ. Cụ thể đó là chữ A và chữ B. Hãy tính chu vi hình chữ nhật theo kích thước ở bảng sau. Đây, chiều dài, chiều rộng. Ta có muốn tìm chu vi thì các em lấy chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân 2 đúng không? Đấy, như vậy thì nếu chiều dài bằng 10, chiều rộng bằng 7 này, thì các em lấy 10 cộng với 7 trong ngoặc nhân với 2. Các em tính ở trong ngoặc trước. 10 cộng 7 bằng 17, 17 nhân 2 bằng 34. Đây, 34 rồi. Bây giờ chiều dài bằng 25 cm và chiều rộng bằng 16 cm. Chu vi thì các em sẽ lấy chiều dài này cộng với chiều rộng này trong ngoặc nhân 2. Ta có 25 cộng với 16 bằng 41. 41 nhân 2 bằng 82. Như vậy chu vi ở đây các em sẽ điền cho cô số 82. Tiếp theo, với chiều dài là 34 cm và chiều rộng 28 cm, các em sẽ đi tính chu vi lấy chiều dài cộng chiều rộng trong ngoặc nhân 2. 34 cộng với 28 thì bằng 62. 62 nhân 2 bằng 124. Như vậy các em sẽ điền vào đây số 124. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2, tính giá trị biểu thức A cộng với B nhân 2 với A bằng 8 và B bằng 2. Như vậy, các em sẽ thay A bằng 8, B bằng 2 vào thì ta sẽ có. Ở đâu có A, các em thay bằng số 8. Như vậy, chúng ta có 8 này, cộng với 2 nhân 2. Đúng chưa? Đấy, A thì em thay bằng số 8 vào đây. B kem tay bằng số 2 vào đây. Như vậy 8 cộng 2 nhân 2. Ở đây có phép cộng và phép nhân thì các em thực hiện nhân trước, 2 nhân 2 bằng 4, sau đó lấy 8 cộng 4 bằng 12. Vậy giá trị của biểu thức là bằng 12. Câu B, tính giá trị biểu thức A cộng với B trong ngoặc chia cho 2 với A bằng 15, B bằng 27. Kem sẽ thay A bằng 15 vào đây. B bằng 27 vào đây. Như vậy thay A bằng 15, B bằng 27 thì ta có 15 cộng với 27 trong ngoặc chia 2. Các em sẽ thực hiện trong ngoặc trước. 15 cộng với 27 bằng 42. Lấy 42 chia cho 2 bằng 21. Vậy giá trị của biểu thức là bằng 21. Chuyển sang bài tiếp theo. Ta có bài tập tiếp theo như sau. Quãng đường ABCD gồm 3 đoạn. Đây, quãng đường ABCD gồm 3 đoạn. Đó là đoạn AB, đoạn BC và đoạn CD. Hãy tính độ dài quãng đường ABCD với trường hợp A là M bằng 4 km và N bằng 7 km. Như vậy, ta có độ dài quãng đường ABCD. Đoạn đường này, quãng đường này gồm 3 đoạn thì các em sẽ lấy độ dài đoạn AB cộng với độ dài đoạn BC cộng với độ dài đoạn CD. Như vậy sẽ bằng M cộng 6 cộng N. Đúng chưa? Thế bây giờ trường hợp A là với M bằng 4 km và N bằng 7 km thì ta có độ dài quãng đường ABCD là các em sẽ thay M này bằng 4 km vào. N kem thay bằng 7 km vào. Như vậy chúng ta có 4 cộng 6 cộng 7. Có hai phép cộng thì kem thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Ta có 4 cộng 6 bằng 10, 10 cộng thêm 7 nữa bằng 17 km. Như vậy là độ dài cái quãng đường ABCD trong trường hợp này sẽ là bằng 17 km. Tiếp theo, với M bằng 5 km và N bằng 9 km thì ta có độ dài quãng đường ABCD là kem thay M
bằng 5 và n bằng 9 vào. Thì 5 cộng 6 cộng 9, có 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng thêm 9 nữa bằng 20. Như vậy, độ dài quãng đường trong trường hợp này là bằng 20 km. Chuyển sang bài tiếp theo, các em ghi đáp số ý A bằng 17 km và ý B bằng 20 km vào nhé. Chúng ta chuyển sang ý tiếp theo như sau. Có bài tập số 4, tính giá trị biểu thước 12 chia cho mở ngoặc 3 trừ m với m bằng 0, m bằng 1, m bằng 2. Và người ta hỏi các bạn là trong 3 biểu thức vừa tìm được ở câu A với m bằng bao nhiêu thì giá trị của biểu thức 12 chia cho 3 trừ m có giá trị lớn nhất. Bây giờ chúng ta cùng làm câu A trước. Các em sẽ thay m bằng 0 vào. Thay m bằng 0 vào đây. Thì chúng ta có như sau, biểu thức sẽ trở thành này, 12 chia cho mở ngoặc 3 trừ đi 0. Và các em tính ở trong ngoặc trước, 3 trừ đi 0 thì vẫn bằng 3. Các em lấy 12 chia 3 bằng 4. Vậy với m bằng 0 thì giá trị của biểu thức là bằng 4. Tiếp theo với m bằng 1. Các em thay m bằng 1 vào thì ta có 12 chia cho mở ngoặc 3 trừ đi 1. Đúng chưa? Các em cũng tính trong ngoặc trước, 3 trừ đi 1 thì bằng 2, 12 chia cho 2 thì bằng 6. Như vậy, với m bằng 1 thì giá trị của biểu thức là bằng 6. Tiếp theo, các em thay m bằng 2 vào. Thì chúng ta có 12 chia cho mở ngoặc 3 trừ đi 2. Và các em cũng tính trong ngoặc trước, 3 trừ đi 2 bằng 1, lấy 12 chia 1 thì bằng 12. Vậy với m bằng 2 thì giá trị của biểu thức là bằng 12. Sau khi chúng ta tính ra được 3 cái giá trị của biểu thức này, đây. Với m bằng 0 thì giá trị của biểu thức bằng 4, m bằng 1 giá trị biểu thức bằng 6 và m bằng 2 giá trị của biểu thức bằng 12. Thì chúng ta có ý B như sau. Trong 3 giá trị của biểu thức tìm được ở câu A thì với m bằng 2 này này, với m bằng 2 này thì giá trị của biểu thức có giá trị lớn nhất. Đây, cái giá trị của biểu thức là 12 chia cho 3 trừ m có giá trị lớn nhất. Và cái giá trị lớn nhất này là 12. Đấy. Người ta chỉ hỏi là với m bằng bao nhiêu thì cái biểu thức có giá trị lớn nhất thôi. Thì em sẽ trả lời là với m bằng 2 thì giá trị của biểu thức 12 chia cho 3 trừ m có giá trị lớn nhất. Như vậy, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được tiết 2 của bài 4 trong quyển sách Toán lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh, thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.